Cho tôi chai dầu phộng. Chị lấy cho tôi chai dầu mè. Dầu mè hết rồi chị à, còn dầu nành chị lấy được không? Cũng được, miễn Tường An là lấy thôi. Cô bác cho mẹ cháu chai dầu Tường An. Mới có một buổi mà đã hết dầu Tường An rồi chị à. Ừ, anh hai em đang lên đại lý Tường An lấy về đó. Chị hai nè, em thấy dầu Tường An có gì đặc biệt mà sao được khách hàng ưa chuộng đến như vậy? Dầu Tường An có 3 loại. Dầu mè tinh luyện được chế biến từ dầu mè nguyên chất. Còn dầu phộng tinh luyện được chế biến từ dầu phộng nguyên chất. Còn dầu nành tinh luyện được chế biến từ dầu nành nguyên chất, có phải không chị? Đúng rồi. Cô lấy cho tôi chai dầu ăn. Dạ, bác đợi con chút xíu, ông xã con đang lấy hàng về. Chà, dầu ăn hiệu gì mà đắt dữ vậy? Dạ, dầu Tường An. Ôi, thời buổi bây giờ tôi thấy loại nào cũng như loại nấy. Ăn nhiều dầu mỡ quá dễ sinh bệnh. Ông nhà tôi mấy hôm nay đi khám bệnh, nghe bác sĩ nói bị cao huyết áp. Trời ơi, tôi sợ quá, cái đồ ăn là tôi mang đi luộc hết cho ông ăn để khỏi nguy hiểm. Bác yên tâm, khi dùng dầu mè, dầu phộng, dầu nành Tường An, ngoài việc dùng để chế biến thức ăn, các loại dầu Tường An còn có giá trị dinh dưỡng thích hợp cho mọi người, kể cả những người bị bệnh tim mạch và bệnh cao huyết áp. Có đúng vậy không? Dạ đúng, mẹ con cũng bị cao huyết áp mà. Nhưng từ khi dùng dầu ăn cao cấp Tường An là mẹ con an tâm và rất thích những món ăn gia đình. Ồ, vậy hả? Với dầu mè, dầu phộng, dầu nành Tường An, bác có thể dùng để trộn xà lách nè, làm bánh nè, làm gia vị nè, xào, nấu, chế biến các món ăn chay đều tuyệt vời hết. Vậy chừng nào mới có dầu Tường An đây? Em ơi, dầu Tường An về đây. Hay quá, anh về đúng lúc thật. Bác lấy loại dầu ăn nào vậy? Thôi, lấy cho tôi 3 loại luôn đi. Dầu mè, dầu phộng, dầu nành Tường An. Phải đúng hiệu nghe chưa? Dạ, đảm bảo dầu Tường An chính hiệu con voi đỏ. Tường An, dầu ăn tốt, hiệu món ăn ngon.